Chúng ta đang cùng gặp gỡ Quán quân Việt Nam Next Top Model, người mẫu Hương Ly. Và xin mời quý vị chúng ta cùng đến với đại diện của Malaysia, Lavender Lim. Please welcome designer Lavender Lim from Malaysia. Lately I've been seeing visions, once in a lifetime. Only us till the end, oh, put it on me. We just wanna get away, fade it, put it so cursed.